Trong đợt đặc xá của trại giam Hoàng Tiến nhân dịp 2 tháng 9 năm nay thì có ông Đoàn Văn Vươn và em trai là Đoàn Văn Quý, những người đã thụ án trong vụ cưỡng chế đất đai ở khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau khi trở về đầm tôm sau ngoài đặc xá thì anh em ông Vươn uh, cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục kiện để đòi công bằng. Trong ngày đầu trở về khu đầm cho chính tay mình khai phá và phát triển thì hai anh em ông Đoàn Văn Vươn đã bắt tay làm công việc quen thuộc với mong muốn là sớm kiến thiết lại khu đầm nuôi trồng thủy sản. Các khu vực trồng chuối, nuôi trồng thủy sản đã bị biến đổi nhiều do thiếu sự chăm sóc của con người. Trong những ngày tới thì anh em ông Vươn cho biết sẽ tập trung chăm sóc cho vườn chuối chu Phú trở lại, đồng thời tiếp tục chăn nuôi gia cầm, kiểm tra bờ đầm, dọn dẹp để phát triển thủy sản. Bên cạnh đó thì sau khi ổn định ông cũng sẽ gửi đơn khiếu nại để đòi bồi thường thiệt hại trong thời gian hai anh em mông vườn ở tù thì hai người vợ ở nhà đã cố gắng xây dựng và giữ gìn mảnh đất làm ăn của gia đình nhờ vậy mà khu đầm vẫn được gìn giữ tạo sinh kế cho gia đình yên tâm khi hai người đàn ông đi cải tạo trở về